Safranet đang có chương trình thu cũ không giới hạn với các tiêu chí giá thu máy cao, thu đa dạng sản phẩm, thu lại máy xách tay, thu giá với mọi ngoại hình và mini game, định giá chơi, rinh quà tiệc với nhiều phần quà hấp dẫn. Nhiều phụ huynh phản ánh đề thi toán lớp 10 tại Hà Nội in mờ khiến cho học sinh nhầm lẫn. Trao đổi với chúng tôi, chị HTH có con thi tại điểm trường Trung học Phổ thông Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội cho biết đề thi môn toán của con chị in không rõ ràng. Phần gạch phân số in đứt quãng khiến cho con nghĩ rằng đây là dấu trừ, vì vậy kết quả toàn bộ của bài toán này cũng bị sai. Sau khi thi xong, con so sánh kết quả với các bạn thì thấy không giống. Đến khi nhìn lại đề của các bạn và con mình thì thấy không giống nhau, đề của các bạn in rất rõ ràng, trong khi đề của con bị in mờ dẫn đến bị nhầm lẫn, dấu gạch ngang trong phân số thành dấu trừ. Quá lo lắng nên từ lúc đi thi về đến giờ con vẫn khóc nức nở, ranh giới giữa đỗ và trượt đôi khi chỉ hơn nhau ở 0,5 điểm. Tương tự, chị DLH có con thi tại điểm thi Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh, Hà Đông cũng lo lắng cho biết con đi thi với tâm thế bình tĩnh, tự tin, sau khi thi xong rất vui vì làm bài được. Thế nhưng, khi so sánh với các bạn, con mới phát hiện đề thi của mình không giống với các bạn. Con quá hoảng vì khi thi xong mới biết hiểu nhầm đề bài dẫn đến bị kết quả sai. Phần dấu phân số ở bài 3 in mờ, con hiểu rằng có dấu trừ trước phép tính. Sau khi đăng bài trên mạng xã hội, tôi mới biết có nhiều học sinh khác cũng đang gặp tình trạng giống như con mình. Chỉ riêng tại phòng thi Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh, có đến khoảng 5-7 học sinh khác cũng trong tình trạng tương tự. Đến nay, có hơn 30 phụ huynh cùng lập nhóm phản ánh về việc đề thi bị mờ. Chị DLH cho biết, theo tìm hiểu của phóng viên, đến nay đã có hơn 30 phụ huynh ở các quận khác nhau gồm Hà Đông, Gia Lâm, Đan Phượng cũng phản ánh về việc tình trạng con bị nhầm đề thi ở câu số 3 đề thi môn toán do bị in mờ. Trao đổi với phóng viên chiều ngày 11 tháng 6, ông Phạm Quốc Toản, trưởng phòng quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, chưa nhận được phản ánh cũng như chưa thể xác minh việc in sao đề thi, do đến thời điểm này các thành viên trong hội đồng ra đề thi vẫn đang trong khu vực cách ly chưa được ra ngoài.